Biết là em hiện nay đang sinh sống tại đâu em? Em ở An Giang, xã Vĩnh Lộc. Là nguyên quán ở An Giang. Dạ. Hôm nay em về từ An Giang về Bình Dương này để nhờ đội hiệp sĩ có thể Bình Dương là tìm con phải của em phải không? Dạ. Em có thể cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được con của em họ tên là gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, Trần Thị Mông Kiều, 17 tuổi. 17 tuổi mà bé, trước khi mất tích là bé mất tích làm sao? Bỏ đi giờ đâu? Nó làm ở trên Bình Dương á. Là Bình Dương gửi đoàn cái công ty sắp sửa nghỉ rồi sao mà tự nhiên cái nó đi, nó để lá thơ lại rồi nó đi. Để lá thơ là cụ thể làm sao em? Như nó nói con đi mặn ăn xa, mẹ đừng tìm con nữa. Ồ, con đi làm ăn xa không có tìm con nữa. Dạ. Khi em phát hiện là có lá thơ như thế vậy thì em thấy làm sao? Hoang mang thì, không? Thì có hoang mang rồi, có điện đồ nó chặn Zalo Facebook hết trơn, nó không có cho liên lạc nữa. Con nhà em từ trước giờ có bỏ đi hay bà giờ? Không. Không à. Nó làm mình đến đây đâu có ai bó buộc gì nó đâu, mà tại vì nó muốn đi thì mình cũng không biết làm sao nữa. Em điện kiếm nó hoài không được, bây giờ em nhờ. Tại sao mà con em tuổi đây còn rất nhỏ, chưa đến tuổi trưởng thành, chưa đến 18 tuổi, đúng không? Dạ. Đây là cái tuổi này, nói chung cái tuổi này còn đang rất cần cái tình. Nó lên đây nó mặn dưới bà ở với bà dì của nó trên đây nè. Rồi đồng cái nó đi ra chơi đồ nhậu nhẹt đồ đám tiệc đó, bà dì nó ra la nó rồi nó giận rồi nó về nó viết thơ rồi đi. Vậy là chắc chắn là gia đình có chuyện gì đúng không? Không, bình thường không có gì chứ. Trước đây đi làm hàng tháng mà con em có gửi tiền về nhà không? Tăng ca là đủ ăn đủ. Làm sao mình xài dữ vậy hả? Có hàng tháng có 4 triệu mấy 5 triệu à, đâu có tăng ca đâu, công ty cỡ này đâu có tăng ca. Rồi mình cũng không có hỏi tiền bạc gì hết trơn. Rồi thấy nó mặn ổn định rồi cho đủ ăn rồi được rồi. Đồng ý là gia đình không có cần những khoản tiền của các con. Dạ. Mình cũng phải có hỏi, có liên tâm có hỏi tới rồi nó nói mẹ con không dư. Không dư thì thôi, không có kêu gỡ. Con của em bỏ đi là lúc bây giờ là mất tích lúc mấy giờ? Đi một lúc 1 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2022. 4 tháng 12, hôm nay cũng trên dưới một tuần rồi. Dạ, 10 ngày đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi, con em chỉ biết lá thơ được nội dung làm sao, cụ thể làm sao. Như nó đi không? Như nó đi như em không biết chữ gành, như mấy đứa đọc lại nói nó mẹ ơi con đi vậy đó, mẹ đừng kiếm con nữa vậy thôi. Vậy đến giờ phút này em đã trình báo cơ quan công an chưa? Dạ, con em chưa đúng tuổi rồi, em thấy vậy rồi, em không, không có trình. Tuổi, không đúng tuổi. Em hỏi như là ở chỗ công an của em thì nó nói là chị con chỉ trên Bình Dương thì chị chảnh chị chỉnh trên Bình Dương đi. Mà lúc đi con em giấy tờ nó không có đầy đủ vậy đó. Nó chưa đúng tuổi rồi, nó không có nộp giấy tờ trong đó được, người ta không có biết thông tin. Còn nếu tỉ mấy anh kêu vậy thì em về giấc trưa này em... Trưa nay về vào gia đình mình dạ, báo công an cho ta tìm tiếp. Vậy là con em đi là có đem theo tài sản gì đi không? Có, đem chiếc xe Wilson. Một chiếc Wilson? Dạ, màu trắng. Ai mua cho? G1, này em đứng tên. Em là đứng người đứng tên? Dạ. Vậy là có giấy tờ luôn? Dạ, có nữa, nó lấy theo chân luôn. Bản số 54204. Xe này em mua lại hay là em mua mới? Em mua mới luôn, em đứng tên. Vậy là nhà mình ở Sài Gòn theo biển 54? Không, bản số xe ở dưới, ở trên thì 67G1. Còn ở dưới thì 45204. 45204. Dạ. 67 ở trên đúng không? Dạ. 67 là An Giang. Dạ, G1 đó. Đến giờ phút là 10 ngày rồi. Trong 10 ngày trôi qua thì em không có một thông tin gì về con em luôn. Không. Không. Em đi kiếm đồ cũng dữ lắm mà không được. Em có tìm hiểu các người bạn của con có em? Có. Nói nó cũng bình thường này cái nọ, sao mà nó đi không ai biết hết trơn. Tại vì làm chung công ty rồi đó, có chị em đồ dòng họ chồng cũng có nữa. Chứ nãy đi rồi nó tắt máy, tắt đổ chơi, nó không cho liên lạc. Hiện nay rất nhiều các bé tuổi đời rất nhỏ, dưới 18 tuổi là đa phần sập bẫy rất nhiều, đang có một công việc ổn định hoặc đang học hành ngon này. Nhưng mà đúng một cái là bị dụ dỗ lừa đảo. Thì em cũng sợ vậy đó. Hiện nay bị lừa đảo không phải là trên các trang mạng khác, mà thậm chí lừa tình. Xong lừa tình rồi chúng sẽ bán các bé gái này vào các trung tâm massage, trá hình, thậm chí buôn bán sang bên địa nước ngoài, sang biên giới. Yeah. Nếu sang biên giới thì cái cơ hội tìm được ra là rất khó. Yeah. Nhiều bé tưởng chừng là đi là kiếm tiền dễ, hy vọng là giấu ba mẹ để kiếm được tiền ngon lành để báo. Nhưng đến giờ phút này là đa số là đi không có báo được về. Yeah. Khi đi là phải thu hết toàn bộ điện thoại, cắt điện thoại, đó không có thông tin gì liên lạc với gia đình hết. Dạ, nó đi nó có đem điện thoại với xe gì không biết, nó có cầm bán nhau mình không biết. Chắc chắn là thậm chí xe phương tiện nếu bị lừa mục đích chính thì tiền thì sẽ bị các đối tượng xấu bán. Còn nếu lừa về tình, về bán người, mua bán người ấy, thì xe của em hiện nay đang gửi một chỗ khác. Nhiều bé đã xảy ra như vậy. Nhưng bây giờ tài sản mình đang gạt sang một bên, nhưng quan trọng là mình
Dạ, à, con em là tìm hiểu thông tin con em đang ở đâu. Dạ. Thì các anh em đội hiệp sĩ bên Hành Dương là tìm cách giúp con em trở về nhà. Dạ. Là con em chưa bỏ đi khi nào? Dạ, đi bữa thứ bảy ngày 24 đó. Trước đây con em đã bỏ đi bao giờ chưa? Chưa, nó không chưa có đi đâu chứ. Dạ. Vậy con em từ quê An Giang mà về Bình Dương là lập nghiệp lâu chưa? Làm việc lâu chưa? 4 năm rồi. Nó lên là làm 4 năm rồi. 4 năm bé bác thường xuyên về quê không? Có Tết, lễ lọc rồi nó về bình thường. Tết là vẫn về quê? Dạ. Về là bé tự chạy xe về hay sao? Dạ, tự chạy xe về luôn. Có chị nó một khi chở, một khi nó đi mình lên nữa không chừng. Vậy bé cũng có cái tinh thần tự lập rất tốt, nhưng rất lấy làm tiếc là hiện nay tuổi đời còn rất nhỏ, chưa có qua bác ngoài đời. Hiện nay nhiều người trưởng thành còn bị sập bẫy trên các trang mạng xã hội. Dạ. Em có điều nào em chia sẻ trên video này thì hy vọng là con gái của em xem được. Con gái em tìm cách liên hệ cho đội hiệp sĩ Bình Dương. Dạ, em cũng nhờ hiệp sĩ Bình Dương, đội hiệp sĩ Bình Dương với cộng đồng mạng kiếm con em về được. Yêu cầu con em về với em là được. Em cần gì chứ? Em lên tiếng em nói sao, em đọc tên họ, tên con em là gì, đi bao nhiêu ngày rồi để con em nhớ được và con em biết được cái tình cảm của gia đình dành cho con em sao, hiện nay cuộc sống làm sao, có khó khăn gì không, hiện nay có gặp bất chắc gì không, thì liên hệ cho các anh đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 78 5858. Em thì không có cái nào các anh giúp được về không, em không có lợi lẽ nào nói chuyện, em chỉ cần con em về với em là được rồi. Con em là Trần Thị Nhung, con em là Trần Mỏng Kiều. Về đây với mẹ con ơi, mẹ không cần gì chứ. Mẹ cần con á. Về đi mẹ tha thứ hết. Có chuyện gì mẹ cũng bỏ qua hết. Về với mẹ là được á. Nếu con em bây giờ báo tin được hiệp sĩ Hành Dương là vì lý do là muốn đi làm trong một nơi là đâu đó lương cao hơn, nhưng không may đã bị một số đối tượng lừa đảo, mà bây giờ số tài sản có thể xe hoặc tiền bạc có bao nhiêu dành dụng được hoặc điện thoại đã mất hết rồi, thì các chú giúp con trở về, thì đến lúc bây giờ em nghĩ sao, em có lúc bây giờ em có bỏ qua cho con em không? Bỏ qua hết cho con em mới về được rồi. Em không cần gì hết trơn, không cần tài sản của cái thân con em mới được rồi. Yêu cầu nó về để được rồi. Em có thể chia sẻ cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng em được với mấy người con? Dạ em 4 đứa. Bé là thứ mấy? Thứ ba. Bé thứ ba. Dạ. Còn thằng trai với nhỏ gái nhỏ ở nhà nữa. Đến thời điểm này đội hiệp sĩ Bình Dương đã cảnh báo rất nhiều, nhưng rất lấy làm tiếc không hiểu tại sao rất nhiều bé vẫn sập bẫy. Lúc giờ nó chưa có đi là bỏ nhà đi lần nào chứ. Lần đầu tiên có ăn cho nó, có bạn bè gì dụ dỗ gì mấy anh cũng kiếm nha giùm được về cho em. Làm ơn ơn. Yêu cầu là... con em vậy là được á. Em cần gì chứ? Quan trọng là em phải báo thông tin chi tiết cụ thể, làm việc tại đâu, mất tích thời điểm nào. Dạ thì nó nở ngay Tân Nguyên đó, nở ngay Tân Nguyên, còn lúc 12 giờ 1 giờ thì nó đi, nó đi đi làm mà nó chạy xe đi luôn đó. Điện thoại con em hiện nay còn liên hệ được không? Không. Hay là gia đình không liên hệ đến người khác có liên hệ được không? Không luôn, bạn bè nữa kêu nó điện giùm cũng không được luôn. Trên Zalo, Facebook nào thì con em hiện nay tắt hết rồi. Dạ. Tắt hết trơn luôn. Nó nhị laptop gì nó cũng tắt hết trơn, nó em không có lo điện ngại được. Nhất điều gì xảy ra đến với con em? Thì em sợ như bạn bè dụ dỗ nó đi vậy đó. Đi là cụ thể là đi thế nào? Em có nghi ngờ điều gì không? Em có nghi gì chứ. Em sợ như nó nghe lời bạn bè ngủ chơi rồi này cái nọ rồi nó bỏ nó đi. Bây giờ nó giả tỷ nó có hối hận rồi gì kêu nó về với em đi. Em chấp như không biết la gậy gì nó chứ. Nó về với em là được rồi. Những câu chuyện như thế này nó rất đáng buồn. Và thì hôm nay thì thực sự là những cái câu chuyện mà những người cha, những người mẹ và tất cả các tỉnh thành về báo tin đội hiệp sĩ Bình Dương vào đầu năm mới 2023. Phải nói là các anh em này phải nói vô cùng rất lấy làm buồn. Thôi thì cuối video này thực sự là cái câu chuyện là còn rất dài. Để mà chia sẻ ra thì từng câu chuyện mà này thực sự là cũng rất dài, mọi người thì không theo dõi được. Bây giờ thì hiện nay cũng gần trưa rồi, còn rất nhiều các cô chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh thành đang ngồi chờ để tiếp tục phỏng vấn, để đưa lên tất cả các trang mạng xã hội. Thì hy vọng là mọi người tìm kiếm báo tin giúp các bị hại có thể lấy lại tài sản hoặc có thể tìm được con, tìm người thân của mình. Thôi cuối video này anh xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Bình Dương xin chân thành cảm ơn những cuộc chia sẻ của em, một người mẹ từ An Giang về Bình Dương. Chúc em cùng với gia đình luôn thành công trong cuộc sống. Em cũng chúc trong một vài ngày tới thì con em sớm báo tin cho đội hiệp sĩ Bình Dương nhé. Dạ em cũng chúc đội các anh mau mau chóng kiếm được con em cho em tin vui rồi. Chúc em
luôn thành công. Rồi, chào em. Dạ.